Đến hẹn lại lên Apple phát hành phiên bản iOS 17.5 chính thức và hôm nay không phải Huy Thành Anh Ngọc hay Hiếu Hoàng, mình sẽ là người chia sẻ những trải nghiệm của phiên bản iOS mới nhất này đến từ nhà Apple cho các bạn nhé. Và tất nhiên rồi để trải nghiệm iOS 17.5 một cách mượt mà nhất thì mình vẫn khuyên anh em nên dùng iPhone 14, 15 nhé Và mua iPhone ở đâu thì các bạn có thể tham khảo CellphoneNet nhé CellphoneNet hiện tại đang có chương trình đăng ký hạng thành viên S-Student ưu đãi học sinh sinh viên giảm thêm đến 500.000 cho các bạn mua iPad, MacBook và tất nhiên là cả iPhone rồi Các bạn chỉ cần đăng ký S-Student một lần tại cửa hàng là lần sau sẽ nhận được ưu đãi rồi nhé Anh em quan tâm có thể kích vào đường link mình để bên dưới nhé Phiên bản iOS 17.5 có dung lượng khá nặng lên đến hơn 1GB cơ và Apple còn nói đây là phiên bản được bổ sung thêm hình nền mới, cũng như có những thay đổi về Apple News và một vài tính năng mới khác nữa. Tuy nhiên những tính năng mới này có thể sẽ không có sẵn ở một vài quốc gia các bạn nhé. Đầu tiên về Apple News thì bây giờ các bạn đã có thể đọc báo ngoại tuyến được rồi, không cần kết nối đến Wi-Fi 4G được. Nhưng mà mình thấy ở Việt Nam cũng ít anh em dùng ứng dụng này phết. Cũng như Apple bổ sung một hình nền mới các bạn có thể thấy ở đây để tôn vinh cộng đồng LGBT. Các bạn có thể tùy chọn qua nhiều màu sắc như này. Cũng như mỗi lần các bạn vuốt Control Center xuống xong vuốt lên thì nó lại ra một góc độ khác nhau của hình nền trông cũng hay đúng không? Ngoài ra có một tính năng mới nữa nhưng mà chỉ anh em ở châu Âu dùng được thôi Đó là các bạn có thể tải app trực tiếp từ trên website về điện thoại của mình được Chỉ áp dụng với những chiếc iPhone ở châu Âu thôi anh em nhé Còn như ở Việt Nam là anh em không thể cài được app ngoài app store đâu đấy Cuối cùng một tính năng khá hay ho nữa ở trên iOS 17.5 là anh em có thể theo dõi được những cái e-tag ở gần mình Mà không link với tài khoản Apple ID của mình Thì iPhone bây giờ sẽ theo dõi chặt chẽ hơn và gửi thông báo đến anh em Để tránh những trường hợp như bị gắn e-tag ở trong xe mà không hề hay biết này Ngoài ra mặc dù phiên bản này có dung lượng cập nhật khá lớn nhưng mà các thay đổi ở trong đây mình thấy là khá ít. Có lẽ đây chỉ là một phiên bản để Apple tinh chỉnh và túi lại iOS 17 mà thôi. Mình biết là anh em không quan tâm về tính năng mới nhiều đâu mà vấn đề mà anh em quan tâm nhất là cập nhật lên pin có hao không này, máy có còn nóng nhiều hơn nữa không. Thì với trải nghiệm cá nhân của mình nhá, mình lên bản RC tức là bản trước khi bản chính thức ý, gần như là bản chính thức luôn rồi. Thì mình dùng con iPhone 14 Pro gần một tuần nay rồi, nó khá mượt mà và ổn định các bạn nhé. Cũng như thời lượng pin thì trước đấy với iPhone 14 Pro một ngày mình phải sạc hai lần. Với phiên bản iOS 17.5 chính thức thì một ngày mình chỉ cần sạc một lần thôi. Mình dùng từ sáng đến 7, 8 giờ tối mới phải sạc lại điện thoại một lần. Hôm trước mình có làm một bài TikTok về iOS 17.5 DC thì mình thấy anh em comment khá nhiều là phiên bản này mát và ổn định hơn iOS 17.4.1 khá nhiều đấy. Cũng như có nhiều bạn hỏi mình là em đang dùng iPhone này liệu có nên lên iOS 17.5 hay không thì mình trả lời một lần luôn nhá. Thì ở phiên bản 17.5 này với những bạn đang dùng iPhone từ 13 đổ xuống nếu các bạn đã lên iOS 17 rồi mà thấy nó ổn định ấy thì hãy cập nhật lên iOS 17.5 vì cá nhân mình thấy những dòng máy mới này cập nhật lên iOS 17 5 khá ổn định và mát đấy Còn những bạn đang dùng iPhone từ 12 đổ xuống đi Nếu các bạn đang ở iOS thấp thì đừng cập nhật lên vội Các bạn nên chờ feedback từ những người đang dùng iPhone giống mình Cập nhật lên iOS 17.5 xem có ổn định không đã Rồi hãng cập nhật lên Vì bản thân phiên bản iOS 17 mình thấy chỉ ngon nhất với iPhone từ 13 đổ lên mà thôi còn một vấn đề nữa mình muốn nhắc đến là anh em mới cập nhật lên thấy máy nóng và hao pin nhanh đúng không? Từ từ đã đừng vội đánh giá đây là một phiên bản iOS không ổn định nhé. Mình hay khuyên mọi người là sau khi cập nhật iOS thì nên chờ 2 đến 3 ngày rồi lúc đấy hãng đánh giá đây có phải một phiên bản iOS ổn định hay không. Nhìn chung là với iOS 17.5 mình thấy Apple không thay đổi quá nhiều, gần như đây chỉ là một phiên bản để Apple tối ưu và tinh chỉnh lại tốt nhất iOS 17 mà thôi. Và khoảng một tháng nữa thôi tại WWDC iOS 18 sẽ ra mắt nên là Apple không có lý do gì để tung ra thêm nhiều tính năng mới trên iOS 17 cả. Và một lần nữa với những bạn nào đã lên iOS 17 rồi thì các bạn có thể cân nhắc cập nhật lên iOS 17.5 nhé. Vì mình thấy feedback của mọi người về phiên bản này gần như là một phiên bản iOS 17 ổn định nhất rồi.